Chào mọi người, thì ở đây mình có một cái hoa cẩm cù nha mọi người. Cẩm cù tên lửa Hoya Multilora. Cây này thì là một trong ba cây đợt trước mình có làm video mọi người. Đợt đó thì mình mua cây con cẩm cù về mình trồng. Trồng ra chậu như thế này. Chậu này là chậu 12 và hiện tại thì rễ của cây cẩm cù mình đã ăn lên tới mặt chậu rồi mọi người. Thì mình độ là nó đã ăn hết giá thể rồi mọi người. Nên giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển nó ra một cái chậu lớn hơn. Cây cẩm cù này khi mà mình chăm bón đầy đủ mọi người thì nó sẽ ra hoa liên tục luôn. Mỗi cái nách lá nó lên đó mọi người, nó sẽ ra một cái nụ. Mà khi mình chăm cây đủ nước cũng như dinh dưỡng thì nó sẽ nở hoa. Còn mình chăm cây nó thiếu thì nó sẽ bị chọt cái nụ và nó rụng luôn nha mọi người. Cái hoa này thì mình chơi từ Tết tới giờ rồi, độ bền hoa rất là cao và nhìn cũng rất là đẹp mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cây ra để mình sang chậu nha mọi người. Cây này thì mình có thể trồng vào chậu treo như mình hoặc là mọi người có thể trồng để bàn. Nhưng mà với điều kiện là có ánh sáng nha mọi người, có nắng sáng hoặc là ánh sáng tán xạ, nói chung là sáng là được. Nó không có cần mà ánh sáng trực tiếp nha mọi người. Đây mình thường mình treo ở dưới lưới đan nên nó cũng rất là râm mọi người. Do cây bám chậu khá là chặt nên khi mình lấy chậu mọi người thì nếu mà cây nào nó bám rễ chặt như này thì mình sẽ bóp nhẹ xung quanh cái hành chậu để cho rễ và giá thể nó tách ra khỏi cái chậu hay mọi người, khỏi cây mình và mình rút lên. Hiện tại cây này rất là nhiều rễ luôn, rễ hầu như là ăn kín cái bầu luôn mọi người. Và nó có phần là nó ăn đi xuống cũng như là nó ăn lên mặt chậu thì cái này nó cũng bắt đầu thiếu cái đất cho ăn mọi người. Nên mình sẽ tiến hành mình sang ra chậu mới. Đầu tiên thì mình cũng đã lót một lớp giá hải ở dưới đá chậu nha mọi người. Và cái giá hải mình trồng đợt trước mọi người thì có trong clip trước nha mọi người. Có thể đó mình trộn nhiều thành phần hơn. Còn hiện tại khi mình sang chậu rồi thì mình sử dụng cái giá hải này là gồm vỏ trấu, muộn dừa kết hợp với phân lục bình mình tự ủ mọi người. Thì mình cũng có một cái video về ủ phân lục bình, mọi người có thể vào kênh của mình để xem hết mọi người. Thì giá thể của mình thì nó chỉ có phần thành phần là phân hữu cơ từ lục bình là có dinh dưỡng thôi. Còn hai kia hầu như trơ mọi người. Và cái phân hữu cơ từ lục bình nó cũng nghèo dinh dưỡng mọi người. Nó không được dinh dưỡng nhiều như là phân bò ủ mai này kia. Nhưng mà được cái thì cái giá thể của mình nó có độ hóng khí cũng như là độ xốp khá tốt, thích hợp để trồng cẩm cù. Còn về mặt dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung cho cây thông qua phân tan chậm cũng như là phân bón lá. Phân tan chậm mình sử dụng đây là hạt phân Rian màu xanh 2288. Mọi người có thể sử dụng phân màu tím 30-10-10 cũng được. Chung là phân tan chậm là được mọi người. Tại cây của mình nó cũng trưởng thành rồi nên mình sử dụng phân thoải mái, sử dụng hàm lượng đạm cao để nó đi ngọn và lá nó tốt thì hoa nó sẽ phát triển được hết mọi người. Mình cứ bón đều đều thôi. Vì phân tăng chậm thì nó cũng nhão phân từ từ nên không có sợ là nó rụng hoa này kia hết mọi người. Còn phân của lá thì cứ xịt định kỳ, nếu mọi người thích nó ra hoa thì mọi người có thể xịt cái hàm lượng kali và lân cao 10-30-30, hoặc là nếu mà mọi người muốn đi lá thì mình sẽ thích xịt 30-10-10. Chung là phân thì mình tùy theo cái trạng thái cây mà mình xịt hết mọi người. Và cái mong muốn của mình muốn nó đi ngọn hay ra hoa. Như mình muốn nhân giống thì mình sẽ xịt hàm lượng đạm cao để cây nó phân cành để nhánh ra lá. Còn mọi người muốn ngắm hoa thì mình sẽ xịt hàm lượng kali cũng như lân cao để nó ra hoa. Đây mình cái phát hoa này mình chơi từ Tết tới giờ vẫn còn mọi người. Thì sang chậu rất dễ mọi người, chủ yếu là về cái phần giá thể thôi. Cẩm cù tên lửa thì mình chọn cái giá thể nó có độ xốp cao cũng như độ hút nước tốt là được. Cây này khá dễ trồng hết mọi người. Sáng thì ngắm vườn của mình hết mọi người. Đây thì cây này là đu công Rose Vita mà không nhớ cái dòng nào đây. Con này cũng khá đẹp. Môn này là White Reset. White Reset mình có mấy cây nó ra lá cũng rất đẹp mọi người. Đây, như cái lá này nó ra lá trắng với xanh rồi. Hiện tại quay lên set mình chưa có ra cái lá hồng mọi người. Còn đây là cây trà hòa lá lỗ. Quay lên set mà ra lá hồng chắc mình cũng bán một số để mình kiếm chi phí mọi người. Kiếm chi phí mình duy trì vườn.
Hiện tại thì mình đang xây một cái vườn khác để mà phục vụ cái công tác trồng hoa của mình cũng như làm video. Còn cây cẩm cụ của mình tạm thời xong hết mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục thay sang chậu hai cái chậu kia để quay TikTok cũng như là cái clip về nhân giống cẩm cụ nha mọi người. Mọi người cùng đón chờ cái video của mình nha. Thì hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.